Bốn con giáp may mắn, dương lợi tình duyên vẹn toàn trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt để hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng ai nghĩ ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả dưới trời nắng, trời mưa, kiếm từng đồng cho gia đình, nhưng ngày mai có thể nhận được tiền hay trúng số độc đắc. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì sẽ thấy được trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch tới đây sẽ có một số con giáp được rất nhiều các tinh chiếu mệnh, gặp nhiều điều may mắn, thần tài che chở, ban cho vận may bất ngờ và còn được cả thiên địa nhân phân lên như diều gặp gió. Vậy đó là những con giáp nào, họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm 20 ngày sắp tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi sẽ được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Sửu. Tuổi Sửu là người có sự nhẫn nại, kiên trì nên dù có khó khăn, dù mọi người xung quanh nghĩ đó là điều không thể, thì bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu. Mặc dù không phải là người có kỹ năng tốt, nhưng chính nhờ sự nỗ lực không ngừng mà cuối cùng người tuổi Sửu thường chạm tới đích của chính mình. Cũng vì thế mà người tuổi Sửu có tinh thần cạnh tranh khá dữ dội, thường không thích thua kém người khác. Đồng thời, họ là người khá nhạy cảm và không thể bỏ qua việc bị người khác xem thường. Và vì thế mà họ lại càng nỗ lực hơn để đáp trả lại những hành động đó. Chúc mừng tuổi Sửu là con giáp may mắn trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch. Sự nghiệp của mệnh chủ có nhiều dấu hiệu tăng tiến. Nhiều mệnh chủ có được danh tiếng nhờ thành tích tốt, xuất sắc, thậm chí còn được thưởng tiền về nỗ lực của mình. Những nỗ lực suốt bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến lúc nhận được quả ngọt. Công việc làm ăn của bản mệnh tiến triển thuận lợi, hanh thông hơn trước rất nhiều. Nếu mệnh chủ là người chủ động, biết nắm bắt tốt cơ hội thì việc có được hợp đồng lợi nhuận cao trong tháng này là hoàn toàn có thể. Mối quan hệ tình cảm trong thời gian này cũng có những bước tiến hứa hẹn. Mệnh chủ rất may mắn khi luôn có những người thân thấu hiểu và luôn sẵn lòng ủng hộ mình. Bên cạnh đó, những mệnh chủ độc thân còn tìm được người đồng điệu về tâm hồn để cùng nhau thực hiện nhiều kế hoạch chung. Hai người sẽ sớm phát triển từ tình bạn sang tình yêu một cách bền vững. Bên cạnh đó, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Sửu tăng may mắn, chiêu tài lộc, các lành,
đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ rất tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tuổi Mão có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc và cuộc sống. Trong cuộc sống, có rất nhiều người yêu quý họ bởi sự cởi mở và tốt tính. Từ vi học có cho thấy, bước sang thời điểm 20 ngày sắp tới, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Mão rất đáng để mong đợi. Trong khoảng thời gian này, sẽ có nhiều mệnh chủ tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Dù đang giữ chức vụ gì thì đều được mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ. Tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi Mão vì thế khá rực rỡ, dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của tuổi Mão. Thậm chí, nhiều mệnh chủ nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc, có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Theo tử vi tài lộc của 12 con giáp trong tháng 6 dương lịch, thì những mệnh chủ làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, nếu phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội, các mệnh chủ có thể phát tài nhỏ. Bên cạnh đó, trong tình cảm, thời điểm này mệnh chủ độc thân hứa hẹn sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn, như ý để bản mệnh có thể chọn lọc và nhận ra ai là một nửa đích thực của mình. Còn nhiều cặp đôi có thể đón nhận nhiều tin vui. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mão cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó sẽ xua đuổi những hung tinh, tà ma và tiểu nhân ghen ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Mão tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Mão. Thứ ba là tuổi Mùi. Xếp vị trí thứ 8 trên tổng số 12 con giáp, tuổi Mùi đại diện cho sự đoàn kết, hòa đồng và điềm tĩnh. Những người sinh vào năm Mùi là người lịch sự, hòa nhã, có phần nhút nhát, giàu trí tưởng tượng, quyết đoán và có gu thẩm mỹ tốt. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi còn có một sức sống mạnh mẽ, có một ý chí sắt đá, tinh thần dám nghĩ, dám làm. Bên dưới vẻ ngoài nhẹ nhàng của họ là khi xử lý các nhiệm vụ, họ không bốc đồng mà luôn chỉnh chu phân tích kỹ và hoàn thành thỏa đáng. Tử vi tháng 6 dương lịch cho thấy, trong 20 ngày cuối tháng, cơ hội kiếm tiền của mệnh chủ tuổi Mùi đang rộng mở nên rất tốt cho việc làm ăn, kinh doanh của bản mệnh. Nhất là đối với những ai đang kinh doanh online, bản mệnh càng biết cách thích nghi, càng tạo ra nhiều lợi nhuận. Các tinh mang tới nhiều vận may mà hiếm khi mệnh chủ có được. Quan trọng là mệnh chủ đủ khả năng nắm bắt hay không mà thôi. Khi tiền bạc sùng rỉnh thì mệnh chủ cũng nên cố gắng gia tăng số tiền tiết kiệm, chứ không nên tiêu xài hoang phí. Chuyện tình yêu cũng có dấu hiệu thăng hoa khi mệnh chủ tuổi Mùi độc thân thu hút được nhiều đối tượng ưng ý. Thậm chí, mệnh chủ còn phải cân nhắc khá nhiều để chọn người phù hợp. Bản mệnh không cần vội quyết định ai sẽ là người chung đôi với mình vì còn cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Tuy nhiên, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, đầu óc minh mẫn, giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư là tuổi Tuất.
Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Họ coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất giá trị, phẩm chất con người của mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Tử vi năm 2021 có dự báo, con giáp tuổi Tuất sẽ luôn tràn trề năng lượng và trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch sắp tới, hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong, thì nay bản mệnh chỉ cần xử lý trong một tuần. Các kỹ năng và khả năng của bản mệnh sẽ hỗ trợ giúp bản mệnh giải quyết công việc hiệu quả. Bản mệnh có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám bản mệnh từ nhiều tháng nay, hoặc giúp bản thân rũ bỏ những định kiến. Tình cảm cũng có những bước phát triển rực rỡ trong thời điểm này đối với mệnh chủ tuổi Tuất. Những cặp đôi từng giận hờn có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Một số mệnh chủ còn độc thân đang thầm cảm mến một ai đó thì hãy dũng cảm. Đặc biệt, nên thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ đối phương thì mệnh chủ hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi mệnh chủ sẽ sớm có được kết quả như ý. Ngoài ra, mệnh chủ tuổi Tuất cũng cần mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, giúp sự nghiệp tiến triển một cách tốt đẹp. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Đồng thời, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đặc biệt, khi mang pháp khí theo bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Tuất. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn trong danh lợi, tình duyên vẹn toàn trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp mọi người có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video, thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.